nè, còn hai ly của tôi có cho bà nội. Hai ly mà hối cái gì, tôi 20 ly chưa thấy đâu nè, ông đợi xíu đi. Cứ vô đầu bây giờ tôi tới trước rồi nha mày. Kiếm luôn á. Trời ơi, ê Phượng, đưa ly trà chanh giả tay ra xong chưa? Chờ chút đi tụi con, nó giả bằng cả tính mạng của nó mới được như đây nè. Cái gì vậy? Dạ, vô chút rồi, đi là tôi mua nhiều. Ê, 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 mỗi người ủng hộ tôi một ly cà phê muối đi, quán tôi bên này nè. Trời trời, thánh thần cái gì má, thời buổi này mà còn uống cà phê muối, đi ra chỗ khác đi má. Ờ bà cổ lỗ sĩ vừa phải thôi, thời đại giờ tao phải bắt trend, tao uống trà chanh giả tay, cà phê muối đi về. Được không? Ê nhỏ kìa, mày qua đây định giành khách tao hả? Biến chưa? Hay muốn bị ăn đạp mày? Bình tĩnh. Thư, qua đây. Thôi để tao mua ủng hộ mày ly. Cảm ơn nha Tilo. Tao ủng hộ mày là tại mày pha cà phê ngon á, hiểu không? Chứ tao nói mày mấy cái trend trên mạng này nó có thời thôi. Rồi mày làm tốt cái gì thì mày tập trung làm tốt cái đó, chứ mà làm theo người ta mà không biết không hay. Ừ, tao cũng đang suy nghĩ nè. Tao biết mà. Đúng rồi đó, mày bán cà phê muối á, mày về mày bỏ muối nhiều vô, mày uống rồi mày động não lên, phải bắt trend giống như tao nè, biết không? Giả tiền tới ngay. Giả tiền tới tay, trà chanh giả tay đi bà con ơi. Ôi, từ Trang nghe văng. Giả tiền tới ngay. Giả tiền tới tay. Xin lỗi mày nha Tilo, tao thấy bà Phượng mới nói đúng á, chắc tao phải đu trend mới được. Giao chanh đi, nữ hoàng trà chanh ơi. Đợi nó đi. Ủa mày bị gì vậy? Bị trúng gió hả? Không có, tao giả chanh nhiều quá, giờ cái tay tao nó rung như là cái máy vậy đó. Mà coi con gái con đứa một tay thì teo éo vậy nè, tay như con chuột nha. Tao nói mày nghe nha, cái nách của mày lộn, cái tay của mày á, ngày mai có giả chanh nổi không? Mày order nguyên cái bịch chanh bên tao vậy. Con cứ giả tiếp cho má. Thời cuộc khó khăn, dễ giàu gì á, bay kiếm được cả cọc tiền trong một ngày vậy, thấy không? Cho nên á, cứ giả tiếp, nghe không? Trời ơi. Đây nè. Dạ em cảm ơn. Giả tới khi nào rớt cái nách thì thôi. Này, chán mày quá à, ăn vô đây. Gán bán đi, mày móc tiền nhiều rồi á, mướn tao qua đút cơm cho mày. Ai mượn? Tao còn má tao nữa chị. Đâu rồi, vô. Bán chưa? Chung cha ơi khoan, nhìn cái điệu bộ này là đừng có nói là hả dẹp luôn cái vụ mà trà chanh giả tay nghe má. Này trà chanh giả tay gì, ném về trà chanh gãy tay thì có. Bà gãy tay rồi bà không làm nữa, khách tôi không có nước của bà uống luôn á. Ôi, giả hết nổi rồi, nhưng mà... Ai? Đừng có nói với tôi là bà giả bằng chân nha má. Dơ. Gì vậy? Giả bằng chân? Giả không nổi nhưng mà có chuyện nhân. Coi nè. Tên. Ờ, gần vậy. Bày đặt mua vỏ cho dữ vô. Rồi bây giờ nửa tiếng đồng hồ chưa được một ly nước nào hết. Ê nè, nói nghe nè, không ấy là hả quỷ đơn của khách đi, chứ để mà người ta đánh giá một sao là dẹp cái tiệm luôn đó má. Má ra đi đi, con làm cho. Mệt quá à, sắp sửa được con ly rồi. Đau quá. Trà chanh giả tay đây. Nghe gì không kìa? Trà chanh giả tay đây mọi người ơi. Bên kia bán. Đi. Trà chanh giả tay đây. Trà chanh giả tay đây mọi người ơi. Ghé quán em ủng hộ đi mọi người ơi. Trà chanh giả tay đây. Trà chanh giả tay đi. Bữa nay có bán luôn hả? Trời sao không? Ừ. Hai ly đúng không? Ok đợi xíu. Rồi. Hết cứu luôn. Tao nói đâu có nghe. Giờ tay chân mày cái gì làm ăn gì nữa, treo lên luôn đi chứ nó tê hết trơn rồi đúng không? Tilo, tao bị mất máu rồi kìa.
bài bản quá. Ừ, dân thảo. Ôi, ôi giả rồi má ơi. Ôi giả rồi cô, ôi giả rồi cô. Trời ơi. Vô. Trời ơi. Đây, 2 ly. 2 ly luôn. Tiền nè mày. Tiền. Trời, cảm ơn nhiều nhé. Dạ. Yeah. Ly uống thử coi. Đợi đó. Cái gì vậy? Cái ly trà chanh của mày kỳ vậy? Ôi, gì kỳ? Hùng, à, cái gì vậy? Bán gì vậy? Bán trà chanh hay là bán nước đắng? Mà biết nó đắng cỡ nào không? Hên mà nãy bé ba nha, nó uống xong nó quảng hồn, nó kêu tôi á, tôi đem cái đống nước này về cho khách nó uống là chết luôn rồi, đội cái quần rồi. Dẹp tiệm đi mà nội, trả tiền đây. Nó trả liền mà, đừng có la. Trả nè. Nè, dẹp quán đi. Sao kỳ vậy ta? Cả đêm qua mình thử quá trời thử rồi mà mình sao như công cốc nữa. Ai bay qua đây chi nữa? Qua để coi khách chửi tao cái gì. Bay cùng một vụt thôi. Nghĩ tụi tao tệ tới vậy hả? Tao dắt con Phượng qua để nó nói cho mày biết mày đã làm sai bán ẩu cái gì. Đâu, để tao coi coi. Trời ơi, mày lựa chanh sai rồi nè, đâu phải chanh này đâu. Còn mày cắt chanh nữa, trời ơi, sao mày cắt miếng gì mà bự dữ vậy? Cắt chị là xong rồi, mày đưa tao coi cái đồ giả chanh mày coi. Nè. Trời ơi, mày giả chanh mà mày không bỏ đá vô chung là sai rồi. Còn trà đâu? Rồi tao thấy rồi, pha sai luôn, sai hết, sai bét hết trơn luôn. Ê, mày biết tao sai ở đâu thì mày chỉ tao đi Phượng. Chỉ? Chị cái gì, hai đứa bay bán sạp gần nhau giúp đỡ nhau, thấy đứa nào cũng có miếng ăn. Con Phượng nữa, cái tay thì gãy làm không nổi, rồi mày thì có sức thì không biết làm. Thôi người ta giúp nhau đi. Rồi con Thương, tao không khuyên mày đi theo Chen, nhưng mà muốn làm cái gì mới á thì phải biết, mà muốn biết thì phải học. Học thì học đâu, qua học Phượng nè, chỉ cho. Ê, tao thấy nó đúng á Phượng. Ừ, tao thấy Tì Lô nói cũng có lý á. Vậy mày có chịu nổi được cái sự mà hả giãn cơ nách không? Không sợ. Sư phụ, nách em nhiều cơ lắm. Ok, chuyện. Qua đó xếp hàng đi. Cái quán bên này với quán bên kia là cùng công thức. Bên kia hết hàng thì đẩy qua đây thôi. Bình thường không gì hết. Trời ơi, điều phối giỏi quá nha. Lát nữa tao bò cho mày 10.000. Thôi, tao không lấy mấy vụ đó đâu. Lấy đi Tì Lô, mày không lấy là hai đứa tao giận mày đó. Rồi, ok, lấy. Thôi tao phụ mày. Phụ không tao đi. Ê, coi tiền nè mày. Tao cũng quá trời nè. Ê, qua mua chanh, tái đầu tư đi. Ok, đi. Tì Lô, lấy cho tụi tao mỗi đứa một bịch chanh. Nè, tiền nè. Rồi, ok. Tao biết ngay là tụi bay bán đắt mà. Chuẩn bị sẵn, mỗi đứa một bịch. Ê, Tì Lô, tính ra là nhờ mày hết á Tì Lô, nên hai chị em tao mới bán được nhiều vậy. Bây giờ hai chị em tao là đôi bạn cùng tiếng. À không, ba chứ, đúng không? Ba đứa bạn cùng tiếng có mày nữa đó Tì Lô. Ủa là sao? Hay là bây giờ ba đứa mình lập thành cái nhóm mà chiến thần trà chanh giả tay đi. Được, hay lắm. Đúng rồi, được. Ok không? Ok luôn. Ok. Yeah.